Vâng, xin chào bác, tôi là kênh xin xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe địa hình mang thương hiệu của Đức, dòng thương hiệu Kodatec Baker. Và đây là một mẫu xe địa hình bên em mới về. Và xe có tông màu rất là sáng bóng, của xanh và trắng, nền tông chủ đạo. Vâng, xe trang bị cối lổ, trang bị cặp may cối lổ rất là đanh các bác nhé. Có thể nghe thấy rõ ấy. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, thì dòng Kodatec này không còn gì xa lạ đối với các bác đi xe đạp lâu năm nữa rồi. Đây là một thương hiệu khá nổi tiếng, thương hiệu Đức mà bên em mới về. Và cái khung sườn của dòng Kodatec này rất là độc và lạ đó nhá. Đây là một bộ khung rất là chắc chắn, rất là bền. Đây là khung đôi. Đây có thể nhìn rõ đấy. Bên khung thì được trả làm đôi, làm cho cái lực của chịu của dòng xe địa hình này rất là chắc chắn, tăng độ cứng cáp của xe. Dòng Kodatec Veyki rất là lạ. Xe làm từ hợp kim nhôm với cái tông màu chủ đạo là xanh trắng. Xe đánh giá tổng thể từ 85% tuy có một vài vết xây sức nhỏ trên khung xe đây, nhưng mà xe đã qua quá trình sử dụng nên không thể tránh khỏi. Thì tổng thể xe cũng còn rất là đẹp các nhá. Đây, mẫu này là như một cái dòng nó vươn lên các nhá, một cái khung mình vươn lên hình vòm với cái bộ khung đôi, giúp cho xe rất là chắc chắn và khỏe xe, rất là lạ của dòng thương hiệu Kodatec. Super Brown, bên dưới có dòng chữ Super Brown đây. Đây là một mẫu địa hình bên em mới về, Kodatec. Cổ phốt và ghi đông xe của thương hiệu Mỹ Chubali. Các bác biết thì dòng Chubali là một thương hiệu lớn về sản xuất phụ tùng xe đạp, rất là nổi tiếng rồi. Thương hiệu đến từ Mỹ Chubali đây. Ghi đông cổ phốt là của chủ Quan Ti thôi nhá. Tay lắm mà tay lắm mút cao su, mút tay lắm mút. Hai bên tay lắm này đều được có trang bị một cái miếng nhôm rất là sáng và bóng ở hai bên tay lắm của xe. Cầm rất là êm và chắc tay không nhá. Xe được sử dụng với cấu hình Shimano Alivio. Phanh được sử dụng với cặp phanh dầu giảm xóc hơi rất là cao cấp luôn nhé, xóc hơi. Xe được trang bị với cặp xóc hơi rất là cao cấp. Bên tay phải em được trang bị cũng là dòng của Shimano Alivio của bên đĩa, cũng là xóc phanh dầu đằng sau. Mà bên đây là quả giống sóc dầu đấy bác ơi. Đây là xe được trang bị với giảm sóc hơi. Đây máy mở bác xem, đây là chỗ bơm hơi của sóc các bác nhá. Rất là cao cấp, được trang bị với cặp giảm sóc hơi. Sóc hơi chính hãng, nguyên bản theo xe. Mayer chính hãng Lovatec, một thương hiệu nổi tiếng về sản xuất dòng Mayer. Thương hiệu rất là lớn rồi, không còn gì xa lạ đâu các bác. Những cái lan hoa được đan rất là cùng với tông màu của xe nhé các bác nhé. Màu đỏ trắng. Vành nhôm 6061, dòng nhôm siêu nhẹ. Các bác biết thì chuyên sản xuất những cái dòng xe cao cấp. Bánh thì bánh sử dụng lốp cặp lốp mountain bike MTB, bánh chuyên dòng địa hình. Nguyên bản đeo xe, kích thước lốp là 26 x 1,95, bề mặt lốp rất nhiều gai nhé, giúp cho độ ma sát bám đường của xe tốt hơn.
Xe được trang bị với cặp sóc sóc hơi rất là cao cấp, giảm sóc hơi. Một thương hiệu đến từ thương hiệu nước Đức, loa Datech. Với chiếc khung khá là độc và lạ. Khung bên trên là chẻ làm đôi, khung đôi cũng nhá. Đùi đĩa của xe là đùi đĩa Shimano chính hãng, nguyên bản theo xe. Bedan WeGo. Xe được sử dụng với bộ gạt đĩa Shimano Alivio. Củ là Shimano Alivio. Nguyên bản theo xe. Yên xe đây, yên xe cũng rất là thoáng các bác nhá. Có những cái đường rãnh ở trên yên xe giúp các bác ngồi đây. Rất là êm. Và có cái lỗ thoáng ở giữa yên xe. Và như đó các anh em thấy đây là một cặp Mayer bạc đạn chính hãng của xe. Nguyên bản trong xe cặp Mayer Lovatech. Cặp Mayer Lovatech rất là khối, cặp Mayer khối lỗ các nhá. Vâng, và xe khung size chiều cao đứng của xe là size 44. Hiệp các bạn nhìn nó 6-1m7. Vâng, và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với cặp Mayer Lovatech, hiệu lớn của dòng sinh sản xuất phụ tùng xe đạp. Cặp Mayer cuối lỗ. Lên clip em. Rất là mượt mà, rất là bon xe. Xe được trang bị với 3 tầng đĩa, 4 đĩa, lên đĩa. Vâng, nghe vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Coratec thương hiệu của Đức với cặp Mayer cối lỗ rất là đanh nhóc nhá. Xe rất là lạ và độc. Xe chân kim xe có bộ khung đôi giúp cho xe rất là cứng cáp, rất là khỏe xe. Với cái bộ giảm sóc, sóc hơi rất là cao cấp. Và xe có giá rất tốt bên em là 6,1 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Quãng là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây, kiên đồ cũ đó, lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.